mình trực tiếp ra mặt thì là nhiều khi lại bị ép giá, người ta biết họ mình cần. Và cái thứ hai nữa là mình cũng không thành thạo về cái lĩnh vực đấy, mình không nắm bắt được cái giá cả thị trường. Không, xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Buổi chiều ngày hôm nay hiện tại thì Khâm đang có mặt ở nhà Lũ Anh rồi, và anh em mình ghé thăm xem cái tiến độ của cái chuồng như làm sao để mà lên cái phương án là mua bò sớm nhất đấy. Không có búa nhỏ à? Hiện tại thì là thế đây anh cho thôi, dùng tạm cái búa này. Xong một cái định phần cầm đi rồi là cái bây giờ dùng cái búa tạ này mà gò ghè lên đấy thì chẳng may nó trượt tay thì có mà ngày hôm nay thì hết. Cũng rất là may có anh Công của kênh Hoa Đá Cao Nguyên lên hỗ trợ, thì Khâm cũng nhờ anh Công là sáng nay rồi là Khâm đi công việc chỗ khác, thế nên là anh Công tiện lên thì là mua quả thép đi mới đinh lên đấy. Những cái chi phí này sau này sẽ cộng dồn lại rồi là Khâm sẽ trừ vào cái quỹ làm chuồng của A Lúa. Chào anh Công nhá. Xin chào. Vất vả rồi. Anh làm cái này sớm không? Vừa xong thì em đến. À. Bây giờ chỉ có đóng pro thôi nhỉ? Pro thì lúa nhờ mấy anh em rồi. Anh chỉ hộ buộc những cái này vào thôi. Đúng vì rồi. Nếu mà không buộc vào chỉ sợ bão một trận là nó tốc không, hết chắc đúng rồi. Lúa thì nó cũng biết là phải buộc dây thép nhưng mà lại không hợp lý vì là dùng cái dây thép ly xong là chỉ đặt bên dưới cái cây này thôi thì khác gì nó tự buộc nó. Chính xác rồi, nếu mà đặt bên dưới cây này thì chả giải quyết được gì, nó tự buộc nó thôi. Đây anh khoan sâu xuống dưới này thì cũng ok rồi. Cái này thì không làm cột đây nữa đâu gì anh, cái đấy thì sẽ làm sau, cái đấy sẽ làm sau vì bây giờ thì cái đấy để lúa tự triển khai sau thôi. À. Bây giờ đóng mái trước đúng không? Tốt nhất là đóng mái đi xong mà náng lên đi để các anh còn lấy bò về cho. Không thì cái này sau này làm tạm cây chống lên. Cũng được mà. Cố định chắc lại. Em nghĩ là cái chuồng bé tí này cũng không đến nỗi là đến nỗi nào đâu. Đấy. Bây giờ đóng pro vào láng bê tông nữa là xong đúng không? Thế còn cái hàng này không xây nốt à? Cái hàng này thì để làm và lưu lên thì lấy xay để làm lọ lót xuống đây làm gì đó thì lấy xay. Đấy. Ừ. Hôm nay có anh Công lên hỗ trợ như này rồi là còn có chỗ nào khó nữa không? Không có. Ừ. Đấy, không có các anh lên là không hoàn thiện được. Thế chiều nay là lợp luôn thôi. À lúa? Lợp luôn thôi còn gì, đợi chờ gì nữa? Lợp luôn thôi. Đinh ở đây đóng hết xong ở đây luôn đúng không? Đây là những cái anh chuẩn bị lên hết đúng không? Đinh, lúa khác cũng biết là đi lấy cái này về. Tự cắt ra tự đóng mà. Anh hôm nay anh mua đinh với lại cái gì nhỉ? Thép ly. Anh mua đinh, dây thép. Với lại thêm một tấm nóc nữa. Đã. Cứ cộng hết vào cho em nhé. Ừ, anh bảo lúa rồi có. Lúc nãy anh đo trong lòng cái sử dụng này nó đã là 4m6 rồi. 4m6 à? 4m6, phủ bì thì nó phải lên đến tầm khoảng tầm 5m cái đua ra nữa. Có khả năng thiếu tấm lợp thì vẫn anh thiếu. Bảo A Lúa là 20 tấm chưa đủ anh. Lên chỗ nhà lúa em này xin lấy một vài tấm. Ừ. Được không? Được. Của lúa em thì là của cái chỗ em nào là sử dụng được tương thì đối là nhiều. Thì vẫn để mang chúng cho lúa anh mấy tấm. Chắc chỉ có thêm em nào. Chỉ có thêm ra ngoài một tấm nữa thôi đúng một, không? 1 2 3 4. Thì là 4 tấm thôi. 4 tấm nữa. 4 tấm thôi. Đấy, 4 tấm nữa. 4 tấm nữa thì những chỉ tấm cho lúa anh vài tấm này thôi nhá, lúa nhá. Anh nghĩ là sau này em làm nhà thì sẽ phải dùng đến nhiều để làm chuồng trại. Chắc chắn rồi, lũ em thì tận dụng hết. Dặn hết rồi, tận dụng hết những cái đồ dùng còn lại. Thì chỗ này đua ra thì mình mấy cái tấm cũ ra. Đấy.
Bây giờ cứ lợp hết cái phần mới đi, thiếu bao nhiêu thì sẽ bổ sung sau. Được. Như vậy cái này thì chắc là lợp một lúc thôi. Đây có thấy lúa bảo nó nhờ ba anh em tí nữa đến thì mấy anh em tự lợp thôi. Tự lợp nếu còn thời gian sớm thì em bảo mấy anh em náng luôn cái lên này. Tiện xì cát các thứ nó sẵn đây rồi. Xì thì mới có dùng đi một tí này thôi đúng không? Đấy. Đấy hôm nào anh lúa bảo là cố định nguyên cái xì vào. Thì anh em mình là đấy cũng có hỏi anh công các thứ là xì này thì láng vào gỗ thì nó cũng không chắc được. Không ổn, đây chỉ đặt lên chốc thôi mà. Vâng. Chứ nó có go xuống đâu. Như này là quá ok rồi, anh khoan vào như này. Anh khoan sâu dưới đấy là anh nghĩ là ổn rồi. Đấy. Cứ để mà ăn lúa tự làm thì khó lắm. Làm xong nhưng mà nhiều khi là cái công trình của nó không đảm bảo, anh em không yên tâm được. Như này thì là chắc chắn rồi. Không. Ok, chắc chắn thoải mái thôi. Đấy. Lợp cái này thì anh nghĩ là chỉ đây này. Nó chỉ ra được đến đây thôi. Đến đây là chạm đầu. Rồi ra đây anh. Đấy. Đây nó dài bằng một tấm lợp. Đúng rồi. Đúng ra tới đây luôn. Vâng. Là không chạm đầu. Đấy. Còn lại tấm trên nó chồm xuống. Vâng. Như này là vừa hợp lý rồi. Hợp lý. Không phải cắt pro đâu gì. Không. Cắt thì lại thành hụt. Thôi làm thôi hai anh em cũng chiến được mà. Anh em chiến đi để lợp từ đầu đằng này đi, cái cũ dồn về đằng kia. Làm đi làm cho hoàn thiện nào. Đấy, hoàn thiện là như anh Hiệp chia sẻ là anh em mình phải cố gắng làm sao là thời điểm này là tranh thủ mua được bơi bê. Ngày hôm nay có thêm một anh nữa đến hỗ trợ. Như này chắc ngày kia là có thể triển khai mua bê được rồi, mua bò được rồi. Em cũng đang tìm hiểu xem chỗ nào hợp lý. Chắc là nhờ người đi hỏi hộ thôi. Mình trực tiếp ra mặt thì là nhiều khi lại bị ép giá. Nên người ta biết họ mình cần. Và cái thứ hai nữa là mình cũng không thành thạo về cái lĩnh vực đấy. Không thành thạo, mình không nắm bắt được cái giá cả thị trường. Không cần đâu. Không cần đâu. Rồi. Cái anh tấm lợp này nó có phải như tấm tôn đâu mà, nó một tấm đâu mà. Anh bạt như thế thì còn lâu mới bằng được cái cây mình cong sẵn rồi. Không cần đâu, đưa pro lên thử luôn đi. Lúa. Không cần đâu mà, anh bạt như thế cũng không bao giờ bằng hết được đâu. Cây đưa pro lên xong là đưa pro lên thử em nào. Đấy, một cái công trình cuối cùng nữa sắp hoàn thiện cho ăn lúa các bác ạ. Với cái ngôi chuồng này diện tích này thì thoải mái rồi, ngăn cách ra một bên có thể nuôi lợn, một bên này là hai con bò, là diện tích không gian này là thoải mái thôi. Đây đinh đây búa đây. Đưa tấm pro lên thử. Một tiếng nữa là úp nóc được rồi. Bắt nóc, đặt nóc được rồi. Xem nào.
Cái này vẫn phải trèo lên trên đấy nhỉ. Trèo lên trên được không? Đây anh Bảo. Anh Công nhỉ. Đằng sau này một tấm thì gọi là đã sắp ấy hết rồi nhỉ. Một tấm thì thiếu mà. Hai tấm thì thừa hơi nhiều. Hai tấm thì không thể có chỗ đặt nữa. Bây giờ như này, đua xuống. Đây. Đấy, bây giờ là có khả năng thì là theo em nghĩ thì vẫn phải là cắt cái pro ra. Cắt đôi ra gì? Cắt đôi ra đi nhỉ. Vì coi là... như mỗi mái lợp tấm rưỡi nhá. Vâng, mỗi cái mái thì lợp tấm rưỡi. Cái nóc bên này, xem cái nóc bên này em sợ là nó còn không đóng được không anh? Được mà. Ok, thoải mái đóng. Mái đó gì? Thôi được rồi, anh sẽ đợi bảo lúa em nó cầm cái máy xuống hướng dẫn anh em cắt. Đúng rồi. Tôi hướng dẫn cho lúa làm thôi. Vì là anh còn bận đấy. Thì là các bác cũng phải hết sức thông cảm khi mà anh em mình làm ấy, thì cái diện tích từ ngày mùng 4 Tết là anh lúa đã bắt đầu là làm cái móng cái chuồng lợn này rồi. Và sau khi là anh em mình lên thì anh cũng chủ động xây như thế này. Nhưng bởi vì là cái kích thước chuồng lợn, chuồng bò thì cũng chỉ được như vậy thôi. Mà cái tấm lợp thì nó có một cái kích thước nhất định. Cho nên là anh em mình chuẩn bị lên. Khi mà không có biết phương án là hợp lý hơn thì cứ cắt pro ra thôi. Vì một tấm thì nó thiếu nhiều. Thực ra là cũng không... anh em cũng hơi sơ suất từ đầu là cũng không đo. Thế nhưng mà không sao. Mình bây giờ mình làm và mình lợp chồm lên nhau nhiều quá thì nó lãng phí. Thà để thừa ra sau này có thể là làm chỗ này chỗ khác vẫn có cái làm. Cái chỗ này cắt đôi hay cắt ba ra? Cắt đôi thôi. Cắt đôi thôi nhỉ? Cắt đôi là ok rồi. Cắt ba thì nó lại ngắn quá. Thế thì xem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mỗi một hàng thì nó sẽ rơi vào tầm 6 tấm. Thế thì mình cắt 6 tấm thôi. Đấy, đúng rồi, cắt 6 tấm là được đủ cả đằng trước đằng sau. Được. Đúng không? Thế cắt 6 tấm thì là cái hai cái mái trước với mái sau thì để cái tấm dài. Cái phần dưới này mình cho dài còn ngắn cho lên trên. Đấy. Ngắn cho lên trên hay ngắn cho xuống dưới hợp lý hơn anh? Không, ngắn cho lên trên nhé em. Đúng rồi, ngắn cho lên trên. Ngắn cho lên trên chứ. Vì cái khoảng xà này nó chỉ đua ra khỏi xà có một ít thôi. Nó vẫn chờ mà đủ cái này khoảng tầm 10 đến 15 phân mà. Thôi bây giờ đã làm như thế này rồi thì chỉ có tìm phương án làm tốt nhất cái 1, 2, 3, 4, 5, 6 mất 12, 3, 6, 18 tấm. Nó chỉ dư có 2 tấm thôi. Không dư nhiều đâu, không dư nhiều. Dư có bởi vì 2 tấm, còn nếu mà lợp như kiểu kia lại thành thiếu. Nó chỉ dư 2 tấm, không vấn đề gì. Mình sau này dùng 2 cái tấm đấy có thể là làm cái chỗ che phân được. Bây giờ lợp tấm dưới to trước rồi úp tấm ấy lên này. Bây giờ sẽ là đợi lúa em nó mang máy cắt xuống. Sẽ cắt đôi, lợp đến đâu xong đến đấy luôn. Đúng. Ví dụ lợp cái lượt này xong đến đấy luôn. Sau khi lợp cái mái kia xong nó được khoảng tầm 2 tấm là mình lại úp tấm nóc vào. Là mình sẽ không phải trèo lên nữa. Vâng. Cẩn thận nhá. Chắc không đấy. Mới có cây này bằng gỗ chẩu thì nó cũng không đấy, nó không thẳng lắm. Ơi ở đây đây mang một miếng cho anh Công cắt ví dụ luôn đây. Em đi cắm điện cho anh, cắm điện đấy, cuộn hết dây điện vào rồi bây giờ lại phải gỡ ra. Đang bàn gì đấy? Đúng rồi, cái đấy nó mới chắc được đúng không? Bây giờ phải cắt pro nhá. Bởi vì cái diện tích từ ban đầu anh làm như thế là một tấm thì sẽ bị thiếu nhiều mà hai tấm thì thừa nhiều. Ý như nào? Cú đảm bảo làm cú lê chay làm đúng làm
Em đi diễn đấy với anh còn em lây là cô đã bảo là phải bèo lưu thì phải cắt. Phải cắt đúng không? Bảo, em đã bảo Rồi bây giờ nhá. Cô hai vợ chồng mày giúp em xe làm phải. Cô vẫn bảo là bên này thì phải cắt bèo lưu. Rồi bây giờ anh biết cắt cái pro này không? Có máy cắt ở đây. Biết mà. Thế thì là sẽ bây giờ anh Công sẽ làm ví dụ nhé, rồi là anh cắt ra. Cắt ra là pro này sẽ vừa đủ luôn. Đấy, sẽ không thiếu, sẽ không phải xin lũ em nữa. Nhưng mà phải luôn làm thì cắt ra thì phải có một cái thứ mấy về đo thì... Đây, thước ở đây mà. Cho đây cắt luôn. Dùng máy cắt không? Cắt xong là cho mà. Lên. Biết mà. Để anh cắt mẫu một tấm xong là cắt theo nhá. Cắm xong một tấm thì có Anh em mình sẽ cố gắng hoàn thiện nhanh nhất và cái chuồng bò của A Lúa phải đảm bảo nhất có thể. Mình đặt máy cắt thế này luôn đúng không anh? Lấy một tấm ạt vào vách mực là xong. Bây giờ còn cắt 5 tấm thôi mà. 5 tấm nữa. Dùng máy móc thì cẩn thận nhé anh Lúa nhé. Biết dùng máy không đây? Biết mà. Đấy, bây giờ đặt tấm này lên thôi. Đây. Đấy, xóa bảng đầu này. Vạch mực thôi. Máy này không biết dùng nguy hiểm lắm. Văng vào người ấy. Trước là cũng thấy dùng máy cưa gỗ các kiểu rồi. Biết dùng rồi. Cầm cẩn thận nhá. Trang mới thôi, em chưa đeo đâu. Rất là bụi các bác. Bận như về trước. Bởi vì là chắc cả ngày hôm nay anh đã hỗ trợ A Lúa ở đây là cũng
cũng rất là cảm ơn anh rồi. Đấy. Bây giờ phần việc còn lại thì là cũng chỉ là đưa những cái tấm nóc này lên lợp nữa là xong rồi. À, hôm nay anh mua thêm cái này là một tấm thôi phải không? Anh mua thêm một tấm nóc. Là 5 tấm rồi nhỉ? Là 5 tấm. 5 hay 6 nhỉ? 5 chứ. 5 đâu? À đúng rồi. Thế là 5 tấm 5 mét là ok. Không. Đấy. Xem quên gì không? Anh Lúa ơi, sau một lúc cắt thì cũng đã xong các bác ạ. Bây giờ là thôi, bây giờ tiến hành lên luôn đi, trời sắp tối rồi. Cái này rút điện ra nhá, máy rất móc, rất nguy hiểm đấy. Cất cái máy cho anh Công nhé. Cái máy làm tí em sẽ cất. Ừ, cái máy này của anh Công đấy. Là phải là để xanh cho anh thử đặt một cái tấm này lên ướm vào xem nó có vào khuôn. Thật nha. Đấy, đấy, như thế mới là vừa. Thế là cái mái của mình lợp đi một tấm rưỡi thôi. Rồi, như thế là đẹp đúng không? Đinh đâu? Được không? Ngược chiều à? Đinh cho anh Lúa em. Ơ, đinh đóng đâu đấy anh Lúa? À đây à? Bố đinh đâu? Đây, để em lấy cho. Đây này, chị ơi. Đây, bên này, trên này. Đấy. Bố đinh, đấy. Cái này đóng nhẹ thôi nhé, vỡ đấy. Đóng nhẹ nhẹ thôi, từ từ. Ướm vào, ướm đúng vào cây. Nó lại vừa bị lùi xuống kìa. Các cái đầu vào. Đây, anh cứ đóng em ở dưới. Đi lên trên một tí nữa. Anh Lúa, từ từ.
Tấm sau là phải để lùi lên trên một tí nhá. Nhớ chưa? Tấm sau để lùi lên trên một tí. Đóng lên trên tay anh một tí nữa mới trúng vài cơi. Lên một xíu nữa đi, xíu nữa. Rồi. Cái này là pro mới thì cũng bền thôi. Nếu mà dùng lại cái pro cũ thì chỉ cần đóng một tí thôi là đã vỡ ra hết rồi. Ê, đóng hai cái thôi không chắc á? Hả? Hai cái thôi. Đủ đinh không? Đinh một thừa mà. Được rồi. Rồi, thế hai cái thôi được rồi gì. Nào, nâng nâng pro lên tiếp. Cây kia ở giữa có vẻ là hơi lung lay. Tấm này bây giờ anh nhích lên thêm một tí nhá. Ôi giời. Nặng không? Giúp cô chơi. Đấy, chị này vào đây phụ nốt nữa này. Chị này là hôm nọ về hộ vận chuyển đúng không? Đấy thì anh em mình hôm nay thì là nếu mà thật sự là anh em không mà anh Công không lên thì cũng rất là khó. Vì anh lúa là kể cả biết là cắt thôi nhưng mà lại không có máy cắt. May là anh Công chuẩn bị hết đồ đầy đủ. Trẻ con không về đây nhá. Khi khi mua bé mua sả chị tao đây không ra đây đâu. Không ra đây đâu, ở đây nguy hiểm. Đóng chưa, đóng chưa? Đây tiếp tục. Đây 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 đây. Đến đây là biết làm rồi đúng không anh Lúa? Đến đây là biết làm rồi chưa? Biết làm rồi đúng không? Đấy, đến đây là đơn giản rồi nhá. Bây giờ là chiều. Bây giờ xong cái chỗ này thì cố gắng là láng nốt cái nền nhá. Đấy, em thì em với anh Công chỉ gọi là giúp được, giúp đến anh được như vậy thôi. Nếu mà không có em với anh Công lên thì khả năng hôm nay không xong được rồi. Đấy. Cái chỗ nó giữa là hơi võng một tí đúng không?
Cái bên này chỉ cần mấy nữa thiết kế một cái cột chống ở đây thôi nhé. Làm cái ngàm nó ra. Đấy. Tí nữa cố gắng đổ nốt bê tông nhé. Đổ nốt cái láng cái bên dưới nó cho nó khô. Sáng mai là khô rồi. Đấy. Anh Hiệp thì rất là bận các bác ạ, không thể lên hướng dẫn được chỗ ăn lúa đâu. Ngày hôm nay thì coi như là những tấm lợp lên thế này thì anh em mình đã yên tâm phần nào rồi. Và video sau khi mà anh em mình có mua bò lên thì các bác thấy là cái ngôi chuồng đã được hoàn thiện đầy đủ rồi. Đấy, bây giờ thì là cũng vào chiều rồi. Anh em không là tiếp tục là di chuyển. Thì bây giờ anh hỗ trợ anh ấy làm nhá. Mấy anh em hỗ trợ nhau làm nhá. Đấy, cái này là không khó rồi, cái gì anh lúa gì không khó rồi nhá. Rồi mai phải cảm ơn anh Công và anh Khâm nhá. Ừ, chứ còn cái chuồng ăn lúa này có chạy đôn chạy đáo lên cũng không bao giờ xong được. Khâm rất là cảm ơn quý cô bác anh chị khán giả đã luôn luôn ủng hộ và động viên. Đấy, về ngôi chuồng của ăn lúa là cơ bản là sẽ xong rồi. Video sau là các bác thấy ngôi chuồng là đã hoàn thiện và sạch sẽ rồi. Anh em mình bây giờ sẽ tìm phương án mua bò thôi. Và hỗ trợ được ăn lúa đến bây giờ, thời điểm này thì là anh em cũng đã gọi là cố gắng hết sức và đã làm tốt nhất có thể cho ăn lúa rồi. Đấy, chắc có lẽ là video về ăn lúa sẽ tần suất sẽ ít thôi và sẽ không còn xuất hiện nhiều nữa cô bác anh chị ạ. Cảm ơn cô bác anh chị luôn luôn ủng hộ trong thời gian qua. Video này không có lẽ xin phép khép lại tại đây thôi. Xin chào và xin cảm ơn.